Chào bạn, mình là Huy. Gần đây thì có rất nhiều bạn hỏi là sao mãi chưa review con KZSK10. Thì hôm trước, tại vì mình mượn con 3SE này cho nên là mình đã cho chị xinh gái đấy mượn con KZ để test thử luôn. Cho mượn hôm trước hôm sau thì Hà Nội phong tỏa nên là vẫn chưa lấy được con KZSK10 về. Thì mình đã đặt một chiếc khác ở Lazada. Nó về rất là nhanh, chỉ khoảng độ 5 ngày, 6 ngày. Và cái phương án đặt ở Lazada về nó còn khả thi hơn là lấy ở trong nội thành Hà Nội. Bây giờ cũng chẳng biết lấy kiểu gì. Thì chúng ta lại khui hộp một chiếc KZSK10 mới. Lần này thì mình vẫn mua màu trắng, tại vì hai màu kia thì mình thấy nó không được đẹp bằng màu trắng này. Và cái phần trong suốt của nó thì nó là nhựa màu xám khói, chứ không phải là nhựa trong suốt. Cái siêu của KZ làm nó không được chỉn chu cho lắm, nhưng đa phần tai nghe tầm 1 triệu thì mình thấy nó cũng như vậy hết. Ship khá là nhanh. Mình sẽ test và burn in thêm và sẽ sớm review cho các bạn. Hoặc bạn nào mà không chờ được thì mấy ngày hôm nay mình thấy nó đang giảm giá còn 850, chưa áp mã. Các bạn có thể tham khảo link mình đặt bên dưới. Okay. Vẫn rất là đẹp.